Bước qua tuổi 30, phụ nữ có những thay đổi về cơ thể và tâm sinh lý. Làn da dần bị tàn phá theo thời gian. Sau độ tuổi 30, phụ nữ quan tâm nhất điều gì? Làn da xuất hiện các thâm nám, tàn nhang, dần trở nên... Làn da xuất hiện các thâm nám, tàn nhang, dần trở nên khô sạm, mất khả năng đàn hồi, lão hóa, nhanh chóng hình thành nếp nhăn. Nguyên nhân chính khiến làn da dần trở nên thiếu sức sống. Chìa khóa vàng giúp phái đẹp cân bằng nội tiết tố, lấy lại vẻ đẹp thanh xuân của làn da đến từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Royal Super White, trắng da mơ nám, được chiết xuất từ các thành phần quý hiếm như astaxanthin collagen loại 1, nano curcumin. Astaxanthin collagen loại 1. Astaxanthin collagen loại 1 nano curcumin chiết xuất cỏ ngọt hỗ trợ bổ sung astaxanthin hợp chất chống oxy hóa hỗ trợ bổ sung astaxanthin hợp chất chống oxy hóa mạnh gấp 6.000 lần vitamin C, gấp 500 lần vitamin E, giúp tăng sinh tế bào hiệu quả, trẻ hóa làn da, đánh bay các vết sạm nám, tàn nhang, đôi mồi, giảm nếp nhăn, chống oxy hóa, tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi, duy trì tuổi thanh xuân, điều trị tình trạng dị ứng, nuôi dưỡng hệ thần kinh, ngăn ngừa ung thư, mang đến phái đẹp làn da trắng hồng mịn màng, thuần khiết. Royal Super White trắng da mơ nám, cảm nhận vũ điệu thanh xuân của làn da. Bạn có đang chấp nhận vòng một teo nhỏ chảy xệ thiếu tự tin? Bạn có đang chấp nhận vòng một teo nhỏ chảy xệ thiếu tự tin? Thay đổi nội tiết tố, rụng tóc, làn da nhanh chóng xuất hiện tình trạng lão hóa gây nên mụn, nám, tàn nhang, khiến bạn tự ti mặc cảm. Đã có dòng sản phẩm màu đậu nành. Đã có dòng sản phẩm mầm đậu nành Minh Lady Beauty. Đã có dòng sản phẩm mầm đậu nành Minh Lady Beauty. Đã có dòng sản phẩm mầm đậu nành Minh Lady Beauty được chiết xuất 100% từ các thành phần thiên nhiên như mầm đậu nành nguyên chất, bột sâm tố nữ và collagen hỗ trợ tăng kích thước vòng 1, ngăn chặn chảy xệ hiệu quả gấp 5 lần, điều hòa kinh nguyệt, tăng cường sinh lý nữ, cân bằng độ ẩm, cải thiện tình trạng khô da, giảm nhanh các vết mụn, viêm, nám, tàn nhang hiệu quả. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Một sản phẩm của công ty Minh Lady Beauty thuộc tập đoàn Royal Star Group. Một sản phẩm của công ty Minh Lady Beauty thuộc tập đoàn Royal Star Group. Nhân dịp năm mới 2021 năm Tân Sửu, công ty trách nhiệm hữu hạn Channel Châu xin kính chúc quý khách đối tác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Channel Châu xin kính chúc quý đối tác, quý khách hàng một năm tràn đầy thành công và sung túc. Channel Châu chúc mừng năm mới.